Chào các bạn, ở trong cái video này chúng ta hãy nói với nhau đó là với những cái tính năng mà iPhone 16 mới được vào ra mắt ha Rất nhiều thứ Apple nói về tùm lum tà la thứ hết Nhưng mà đối với lại đặc biệt là người dùng Việt Nam thì đâu là những cái tính năng mà nó thật sự có giá trị Nó sẽ tạo được cái sự khác biệt khi mà các bạn sử dụng và nó thật sự giải quyết những cái vấn đề khi mà các bạn sử dụng Bây giờ thì mời các bạn coi cái video về cái góc nhìn và cái chia sẻ này của mình ha Rồi bây giờ bắt đầu luôn cái điểm trước tiên mà bản thân mình thấy hữu ích đó là cái nút camera control hay bây giờ chúng ta gọi nó là cái nút chụp ảnh đi ha cho nó thân thuộc. Thật ra thì cái nút này nó không hề mới các bạn. Ở trên con Nokia ngày xưa mình xài đa số những con Nokia N series mà mình dùng á là đều có cái nút chụp ảnh này hết. Sau đó khi mà mình xài con Sony Xperia A nè, rồi mình xài Xperia Z3 và cho tới bây giờ thì những cái dòng Xperia của Sony á nó vẫn còn cái nút cứng chụp hình như thế này. Và với mình á cái nút này rất tiện ở chỗ là các bạn không cần phải nhắm vào một cái nút cụ thể nào ở trên màn hình hết có một cái nút cứng mà cho nên là nó luôn nằm ở vị trí cố định nhấn vô là có thể chạy camera lên ngay lập tức rất nhanh thứ hai đó là khi mà mình cầm cái máy lên chụp á, nó sẽ như thế này nè các bạn đó thì khi mà mình cầm như thế này nè và mình có một cái nút ở đây để mình nhấn á, thì cái grip tức là cái cách mà mình cầm cái máy cố định á, nó sẽ chắc chắn hơn và như vậy thì mình chụp có cảm giác nó an tâm hơn rất nhiều có một số bạn có comment đó, đó là các bạn lo lắng khi mà các bạn nhấn trên cái nút cứng đó, thì cái máy nó bị rung. thật ra thì khi mà các bạn đang cầm cái máy clip chặt như thế này rồi á thì cái rung nó rất là nhỏ gần như là không đáng kể luôn và nó sẽ không ảnh hưởng tới cái chất lượng chụp hình của các bạn đâu từ cái thời mình xài mấy con Nokia là nó đã không có vấn đề gì rồi cho tới những cái gọi là thế hệ hoàng kim của Android trong những năm 2014 2015 nó cũng chả sao hết các bạn tất nhiên ha nói gì nói mình cũng sẽ phải trải nghiệm thực tế để khi nào mà mình cầm cái máy rồi thì mình sẽ chia sẻ với các bạn kỹ hơn là thực tế như thế nào còn ít nhất là với những gì mà mình thấy được với những cái mà mình đã được trải nghiệm ở trong khuôn khổ cái sự kiện thì mình thấy là cái nút này thật sự là nó hữu ích chưa kể là cái nút này nó cũng sẽ tạo cho các bạn một cái cảm giác rất là hứng thú đặc biệt là những bạn nào thích chụp hình mà nhất là chụp kiểu mobile photography tức là chụp hình từ điện thoại nữa thứ hai là ở cái lúc chụp hình thì nó tạo cho mình cái grip như lúc nãy mình nói với các bạn ha còn cái thao tác zoom thì thật ra là mình không xài nhiều lắm tại vì thật ra mình hiếm cái nào zoom trên điện thoại lắm các bạn nếu zoom thì nó có mấy cái nút ở trên màn hình mình thấy là chọn vào trực tiếp thì nó sẽ nhanh hơn còn trượt để mà đổi chế độ để mà đổi styling thì ok lúc đó thì cái tính năng chạm nó mới hữu ích cái thứ hai mà mình đánh giá là có thay đổi lớn đó là về màu sắc và thật ra thì cái màu sắc cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng để nó đóng góp vào sự thành công của một cái sản phẩm điện thoại ha các bạn nhất là những cái dòng mà hướng tới giới trẻ như là dòng iPhone và thường iPhone lớn không phải là dòng Pro và Pro Max thì các bạn thấy là năm nay á màu của những con iPhone 16 và iPhone 16 Plus rất là đẹp trừ cái màu hồng mình thấy cái màu hồng này không có đẹp cái màu này nó đậm quá cái 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 shade, cái cái cái, cái tông màu của nó nó không hợp với mình Năm ngoái con iPhone 15 Plus màu hồng quá đẹp đúng không? Nhưng mà năm nay màu nó kỳ quá. Những màu khác ví dụ như là xanh dương, xanh lá thì mình thấy đẹp hơn rất nhiều. Đặc biệt là cái màu xanh dương năm nay rất là nổi bật, nó ấn tượng, nó nổi khối lên, nó tạo được một cái sự khác biệt cho con iPhone 16. Cho nên mình mới nói các bạn á là mình đang nhắm là sẽ mua con iPhone 16 Plus màu xanh là như vậy đó không biết các bạn có để ý không nhưng mà cái thời mà con iPhone 15 Plus mới bắt đầu bán ra là cái màu hồng cháy hàng cho con iPhone 15 Plus luôn iPhone 15 thường thì vẫn còn màu hồng nhưng mà cũng không còn mấy cái mức dung lượng thấp chỉ còn mấy cái mức dung lượng cao thôi từ từ hàng nó mới về ổn định trở lại đối với lại con iPhone 16 Pro và Pro Max á, thì các bạn thấy là cái viền màn hình bây giờ á, nó đã mỏng đi hơn khá là nhiều so với lại iPhone 15 Pro Max và kể cả các bạn so với lại 14, 13 đi thì nó cũng mỏng hơn nhiều nếu như mà các bạn đang xài 15 Pro Max rồi thì có thể là các bạn sẽ không thấy cái độ mỏng này nó có tác dụng gì nhiều đâu. Nhưng mà nếu các bạn là một người đang xài những dòng iPhone đời cũ hơn hay thậm chí các bạn đang xài iPhone 11, iPhone 12 đi thì khi mà các bạn nhìn vào cái thiết kế mới rõ ràng là nó đẹp hơn, rõ ràng là nó có cảm hứng, nó có cái tạo ra một cái yếu tố để mà các bạn cảm thấy kích thích đúng không? Mình thấy là đa số những cái comment mà các bạn nói là Apple không có đổi mới nhiều về thiết kế. Đúng, nhưng mà đó là khi các bạn đang so với lại mấy con 14, 15 thôi Chứ mà các bạn so với lại những dòng 12, 13 thì ồ, khác biệt cũng khá khá đó nha Viền Titan, rồi viền mỏng hơn, rồi Dynamic Island các thứ nữa Thì các bạn thấy là bây giờ cái việc mà cập nhật điện thoại nó đâu có diễn ra mỗi năm nữa Nó thường là khoảng 2, 3 năm Và nhất là với iPhone, đó, 3, 4 năm các bạn mới nâng cấp một lần cho nên nó với những bạn nào mà đang xài iPhone 11, 12, 13 thì bây giờ các bạn lên 16 nó hợp lý chứ bộ. Còn nếu mà các bạn đang xài 14, 15 thì ok. Có thể là các bạn sẽ không có cần lên làm gì cả cái camera ultra wide hay là góc siêu rộng á, ở trên iPhone 16 cả bản thường, bản Plus lẫn bản Pro và Pro Max ha, thì năm nay nó đều có những cái thay đổi thứ nhất là ở trên bản thường thì cái camera ultra wide á, cái khẩu độ của nó mở ra to hơn và bản thân mỗi cái pixel nó cũng lớn hơn như vậy thì nó sẽ thu nhận được ánh sáng tốt hơn các bạn đồng nghĩa với chuyện là khi mà các bạn chụp ảnh góc rộng trong một cái môi trường thiếu sáng thì nó sẽ cho chất lượng hình tốt hơn còn đối với là iPhone 16 Pro và Pro Max thì bây giờ cái camera góc siêu rộng nó cũng được nâng cấp độ phân giải lên thành 48 megapixel, tức là các bạn có nhiều thông tin hơn trong một bức hình, nếu cần crop lại hay là có cần chỉnh sửa hậu kỳ thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn so với lại cái độ phân giải 12 megapixel trước đây còn chất lượng cụ thể như thế nào thì khi nào mà có máy ở Việt Nam rồi thì mình sẽ chụp cho các bạn coi ha mình có nghe nói là năm nay iPhone 16 sẽ được bán rất sớm tại Việt Nam và như ở Cellphones chẳng hạn họ là đại lý ủy quyền cấp 1 của Apple thì họ sẽ có hàng rất sớm nhiều màu nhiều dung lượng để mà các bạn có thể thoải mái lựa chọn mình có để cái đường link ở bên dưới phần description nếu như mà bạn nào có muốn tham khảo trước thì các bạn có thể nhấn vào để liên hệ với Cellphones và họ sẽ hỗ trợ cho các bạn về iPhone 16 ở Cellonex cũng có những cái chương trình hỗ trợ thu cũ và lên đời có trợ giá thì các bạn nên tận dụng cái chương trình này để các bạn tiết kiệm được thêm một mớ tiền ha. Quay trở lại với camera của cái dòng Pro và Pro Max thì năm nay iPhone 16 Pro và Pro Max nó có thể quay được video với độ phân giải là 4K ở các số khung hình là 120 fps. Đây là một cái cải tiến khá là đáng kể bởi vì á, bây giờ các bạn cứ quay video ở cái tốc độ cao như vậy đi. Rồi khi mà các bạn cần giảm lại các bạn có thể giảm xuống 60 fps, 30 fps thì các bạn có thể chỉnh sau được lỡ mà các bạn quay xong không sao hết tại vì cái app photo mới nó sẽ cho các bạn chỉnh được Ở đây là một cái thay đổi mà mình nghĩ là những bạn nào thường xuyên quay video nhất là các bạn quay những cái video mà có chuyển động nhanh đó, hoặc là các bạn có cần làm những cái dự án gì đó mà bằng iphone mà bằng mobile photography đó thì lúc đó các bạn có thể tận dụng được tính năng này riêng bản thân mình thì mình không xài tính năng này nhiều ha hiện tại đa số những cái video mà mình quay trên iPhone mình chỉ mới để là 4K 30 fps thôi nhưng mà lại một lần nữa thì mình nói đó bạn nào cần thì có thể xài được cái vụ 120 fps này Apple có nói là năm nay họ có nâng cấp cái cảm biến cộng với lại cái khả năng xử lý mạnh mẽ hơn của con chip Apple A18 Pro ở trên những cái dòng iPhone 16 Pro và Pro Max nó đã cho phép iPhone quay được ở 4K 120 fps chưa hết nha, iPhone 16 cả dòng thường lẫn dòng Pro thì năm nay đều được nâng cấp về dung lượng pin Apple có nói là họ có tối ưu lại những cái linh kiện nằm bên trong máy để họ có thể nhét được một cục pin với dung lượng lớn hơn cộng với lại việc mà con chip Apple A18 nó vừa mạnh hơn mà nó lại tiết kiệm điện hơn nữa cho nên là cái thời gian dùng pin nó sẽ lâu hơn và riêng đối với lại iPhone 16 Pro Max thì đây là con iPhone có cái thời gian dùng pin lâu nhất mà Apple từng làm ra theo như những gì Apple nói và lại một lần nữa thì để kiểm chứng cái này thì khi nào có máy mình test thử cái đã còn hiện tại thì mình chỉ mới tổng hợp được dựa trên cái trải nghiệm ngắn của mình tại cái sự kiện cũng như là những cái thông tin mà Apple họ đưa ra thôi nha. Apple có một cái nâng cấp nữa về sạc không dây của con iPhone 16 cả bản thường lẫn bản Pro. Đó là bây giờ thì các bạn có thể sạc được không dây với tốc độ tối đa với cái công suất tối đa lên được là 25W. Yêu cầu là các bạn sẽ phải xài cái cục sạc 30W và sử dụng cái đế sạc MagSafe mới của Apple ha. Còn đối với lại trước đây thì các bạn chỉ có thể sạc không dây được lên cái tốc độ tối đa là 15W mà thôi Về tốc độ sạc có dây thì mình không nghe Apple chia sẻ gì thêm Cái này thì khi nào có máy mình cắm sạc rồi mình sẽ test kỹ hơn cho các bạn coi Còn hiện tại thì chúng ta chỉ mới có thông tin về cái sạc không dây thôi nha qua những cái mà mình nói nãy giờ thì các bạn thấy là thay đổi ở trên những con iPhone 16 so với lại dòng 15 thì đúng thiệt, nó không phải là những thay đổi quá lớn các bạn. Đây là những cái cải tiến nhẹ cho một cái thế hệ đã có sẵn mà thôi. Và thật ra thì khi mà các bạn nhìn vào cái vòng đời nâng cấp của iPhone đó, là khoảng 3 năm thì Apple mới có một bản nâng cấp lớn Thì cái đời iPhone 14 là nâng cấp lớn rồi cho nên 15, 16 là một cái bản cải tiến nhẹ Nó giống với lại cái thời ngày xưa đó, thì chúng ta có một cái dòng chính rồi có một cái dòng S theo sau đó. Thì con 15 và 16 thật ra nó là dòng S của cái con 14 đó. Cho nên cái việc mà Apple họ không để quá nhiều những cái thay đổi bự vào trong cái con iPhone 16 là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được Và bản thân mình trước khi tới sự kiện này là mình đã kỳ vọng như vậy luôn rồi ha Mình nghĩ là trong năm sau đó, thì có thể sẽ là một cái thay đổi lớn Một cái redesign à, Thì lúc đó có thể là iPhone 17 gì đó thì chưa biết Bây giờ mới có iPhone 16 thôi Và mình cũng muốn nhắc lại luôn một lần nữa ha Đó là bây giờ thì các bạn xài iPhone đó, Các bạn không cần phải nâng cấp mỗi năm nữa Tại vì bản thân mỗi con iPhone mà các bạn đang xài nó mới đang rất tốt rồi nếu như mà các bạn để khoảng 3-4 năm các bạn nâng cấp Thì thứ nhất á, là nó đỡ ta học tiền hơn là không nói rồi ha Thứ hai đó là cái việc nâng cấp của các bạn mà các bạn mới cảm thấy được nó sướng Chứ bây giờ các bạn đang sàn 15 Pro Max xong các bạn lên 16 Pro Max á Thì thường là các bạn cũng sẽ không có cảm nhận được cái sự khác biệt nào mà quá lớn đâu Hay bản thân chính mình cũng vậy Cái việc mà mình đổi điện thoại mà mỗi năm á, là tại vì công việc của mình yêu cầu Mình phải trải nghiệm nó để mình biết thôi Chứ nếu mà việc sử dụng thông thường á thì hiện nay kể cả con 14 hay 15 là nó đều cũng đang đáp ứng công việc của mình rất là tốt rồi cho nên là không nhất thiết là các bạn phải nâng cấp mỗi năm trừ khi các bạn thích các bạn có đủ kinh phí và các bạn muốn trải nghiệm công nghệ mới thì mình không nói ha chứ còn nhu cầu sử dụng thông thường á, thì mình nghĩ là ba bốn năm upgrade một lần là ok rồi đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn về iPhone 16 Pro, Pro Max, iPhone 16 thường và iPhone 16 Plus. Nếu mà các bạn có câu hỏi nào thêm hoặc là các bạn muốn mình chia sẻ gì thêm về những cái dòng iPhone mới á, thì mời các bạn comment ha mình đang tổng hợp thông tin và sẽ có thêm một cái video nữa nói kỹ hơn về chip trong những con iPhone mới. Thì uh, bây giờ đang là 10 giờ tối rồi, để quay nhanh rồi edit cái video này rồi ngủ một giấc, sáng mai dậy quay về chip cho các bạn coi. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.